Theo bạn, bán hàng làm sao để nhanh có tiền? Thì trong kinh doanh buôn bán á, ai mà nắm được nhiều bí quyết bán hàng thì người đó sẽ bán được nhiều hàng hơn, đồng thời cũng thu về được rất là nhiều tiền, đặc biệt là trong ngành bán lẻ. Thì trong video lần này, mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái mẹo bán hàng, bán theo combo để mọi người có thể bán thêm được nhiều hàng và thu về được nhiều tiền hơn nhé. Chào bạn, mình là Đặng Tuyết. Và bán hàng theo combo là một trong những cái cách mà ai cũng phải dùng để mà tối ưu bán thêm được nhiều hàng hơn cho mỗi lần khách mua. Thì như thế á, bạn sẽ có thêm được tiền, hàng sẽ mau hết và xoay vòng vốn nó cũng nhanh. Nhưng bán theo combo, theo bạn, làm như thế nào để cho nó hiệu quả? Những bạn mà đã xem tới đây đều là những người ham học và chăm chỉ cả, nên là bạn hãy lấy bút ghi lại cái nội dung mình hướng dẫn trong video này vào một cuốn sổ nhé. Thì trước tiên, combo về cơ bản là có hai kiểu. Một kiểu là combo tách rời, thì bạn có thể tạo đúng theo 4 bước là: bạn có thể chọn ra thêm một cái sản phẩm phụ nữa phù hợp, sau đó là bạn ghép lại thành một bộ, sao cho khách hàng có thể nhìn thấy được cái lợi ích và cần thiết sự tiện lợi khi sử dụng. Sau đó bạn đặt cái combo này thành một cái mức giá rẻ hơn so với mua lẻ từng món. Mình lấy ví dụ, khi bạn bán cái ổ cứng SSD, cái ổ cứng cho máy tính chẳng hạn, để khách mua về nâng cấp thay ổ cứng, thì thay vì bạn để khách vào mua lẻ một cái ổ SSD xong rồi là thanh toán, thì bạn có thể ghép vào thêm một cái box ổ cứng rời làm cái sản phẩm phụ. Để chi? Để bạn sẽ bán được thêm hàng, có được thêm tiền. Vì quan sát thấy là khi mà khách thay cái ổ mới cho máy tính á, thì sẽ thừa ra cái ổ cũ, thì khách có thể lắp vào cái hộp này làm ổ chứa dữ liệu rời luôn. Thế là đem lại tiện lợi quá rồi còn gì nữa. Nhưng để cho khách thấy cả được cái sự rẻ ở trong đó, thì bạn hãy điều chỉnh giá cái combo xuống thấp một chút so với mua lẻ. Tương tự, mình cũng hay lồng vào những cái mã hàng còn tồn nhiều. Những cái mã hàng phụ này thì chỉ cần lời ít, hoặc là không cần lời nếu mà cần dọn kho, thì đại cho nó hết đi để mà hoàn vốn về. Nhưng mà bạn chú ý là combo để mà đạt được hiệu quả á, thì combo vẫn phải đảm bảo đầy đủ cả 4 yếu tố này. Hay là một ví dụ khác, ví dụ bạn bán con mèo Lucky này, thay vì để khách chỉ mua một con mèo thì nó phí, thì mọi người có thể lồng thêm combo 4 cục pin nữa vào, đúng không? Không là khách chỉ mua một con mèo thôi. Nhưng mà bạn chú ý là gì? Dù là làm theo kiểu combo gì thì bạn cũng phải có option mua lẻ đặt cạnh nhau nhé, để khách hàng thấy được là à, mua theo combo như thế thì nó phù hợp và nó rẻ hơn. Đó là kiểu combo hiệu quả nhất. Chứ bạn đừng làm loại combo kiểu combo cả bộ nhé. Đừng bắt khách mua combo cả bộ mà không tách rời được, vì nó có cái nhược điểm là: thứ nhất là rất ít người nhìn ra cái giá trị của cái món hàng phụ trong combo, mà khách sẽ chỉ thấy cái giá đắt lên thôi. Thì anh bạn mình bán lên kiểu máy tính á, ban đầu ổng cũng bán theo cái kiểu combo cả bộ như thế, thì doanh số tụt luôn 20%, khách ít mua, ổ cứng nào ổng cũng gắn kèm thêm cả cái bóp cắn rời mà không có cái lựa chọn mua lẻ. Nói chuyện với nhau thì mình mới bảo anh là bây giờ anh phải tăng cả giá cái bóp lên để cho khách hàng thấy được là khi mà mua lẻ cái box ổ cứng á, thì giá nó sẽ đắt hơn là mua theo combo. Chứ mà chỉ gộp bán combo, mua là mua cả bộ như thế á, thì khách hàng sẽ thấy kiểu là ông này bán đi kèm lạc, bán đắt, khách sẽ không có thích. Mình bảo ổng về là vừa đăng bán combo cái ổ cứng gắn với cả cái box SSD gắn rời, và vừa đăng lẻ lên mà bán. Thì sau đấy thấy ông khoe là nguyên cái đợt mà update Windows á, từ Win 10 lên Win 11 á, thì ổng bán đâu đó khoảng 10.000 cái combo hỗn hợp, vừa cái ổ cứng, vừa cái box SSD gắn rời. Bạn biết vì sao không? Vì khi mà nhìn vào cái giá bán lẻ thì khách hàng nhanh chóng tính được giá của từng món đồ trong gói combo. Nếu mà thấy mức giá mua theo combo rẻ hơn và thấy mua cả combo về dùng được á, thì khách hàng như là bị thôi miên luôn, khách sẽ tranh thủ mua. Còn nếu mà khách chưa hiểu được cái giá trị sản phẩm phụ mua về để làm gì á, thì bạn sẽ phải giải thích, đúng không? Giải thích thêm về cái sản phẩm phụ đó cho khách hàng hiểu. Còn nếu mà bán online, bán ở trên Shopee á, thì bạn có thể giải thích bằng hình ảnh, giải thích bằng mô tả, giải thích bằng tiêu đề. Áp dụng vào bán Shopee thì lại cần tiền. Còn nếu mà bạn giải thích mà khách hàng họ không có nhu cầu thì thôi. Quan trọng là 100 khách mà được 50-80 khách mua combo á, cũng là tốt lắm rồi. Thế thì để bán hàng theo combo được hiệu quả nhất thì bạn sẽ áp dụng thêm 5 tiêu chí sau đây. Chắc là mọi người cũng nhìn ra được là bán hàng theo combo là ghép thêm nhiều cái sản phẩm phụ với nhau để mà tạo ra được một cái đơn hàng có doanh thu cao hơn, đúng không? Nhưng để mọi việc đem lại cái hiệu quả tối đa á, thì các bạn cần phải ghi nhớ 5 cái tiêu chí này. Tiêu chí đầu tiên đó là gia tăng giá trị sản phẩm. Tức là đối với nghệ thuật bán hàng theo kiểu combo á, thì bạn không nên tùy tiện lấy 2 đến 3 sản phẩm bất kỳ để mà ghép thành một combo, mà bạn cần phải tính toán, lựa chọn cho thật kỹ. Bạn cần phải am hiểu cái sản phẩm, am hiểu về nhu cầu của khách hàng
để mà bạn lựa ra được một cái set combo có đủ sức mạnh thuyết phục khách hàng chi tiền. Mình ví dụ, nếu cửa hàng, nếu mà shop bán đồ cho trẻ sơ sinh, bán hàng cho mẹ bầu á, thì bạn cần phải tìm hiểu khách hàng, tìm hiểu là mẹ bầu sắp đi sinh á thì cần có những cái vật dụng gì. Ví dụ, đồ cho mẹ khi đi sinh thì bạn phải biết được là có băng vệ sinh hoặc bỉm này, bông gòn, sữa cho mẹ sau sinh, quần lót giấy, loại dùng một lần á, 20 cái đủ cho cả sản phụ sinh mổ, giấy khô thì 3 tới 4 bịch này, dùng lúc chuyển dạ, cốc có nắp và thìa này, hay là đồ cho con thì cần có tã giãn sơ sinh này, quần áo sơ sinh 3 tới 5 bộ, bao tay bao chân 3 tới 5 đôi, mũ mềm 3 chiếc, khăn sữa 20 cái. Đấy, tất cả những thứ này thì mọi người bán hàng đều phải nghiên cứu, đọc tài liệu và quan sát đời sống xung quanh để xem là khách hàng của mình thường xuyên có thói quen mua những cái sản phẩm nào khi mà đi chợ, để từ đó mà bạn sắp xếp, lắp ráp thành một bộ, thành một cái combo phù hợp. Xong rồi là bán thôi. Cách để mọi người phân tích và nghiên cứu khách hàng á, thì tí nữa bạn vào search với cái từ khóa là bài học kinh doanh online Đặng Tuyết và bạn kéo xuống tìm mở xem cái video là cách mình bán thêm 500 đơn hàng như thế nào, để bạn xem cách mình phân tích và tìm hiểu bán hàng như thế nào nhé. Nhưng mà để cho khách hàng thêm phần hào hứng thì bạn cần nhấn mạnh đến sự tiết kiệm. Như lúc đầu mình còn nói ấy, lấy những cái sản phẩm kèm theo để tạo thành combo thì bạn cần phải giải thích cho khách hàng thấy được cái lợi ích của combo của cái sản phẩm đi kèm. Tiếp theo cái lợi ích đó là bạn phải nhấn mạnh thêm một cái lợi ích khác là mua combo rẻ hơn so với mua lẻ. Trong đó, một cách giải thích đơn giản đôi khi chỉ cần làm nổi bật cái dòng chữ là tiết kiệm hơn ít đồng đối với combo. Và nếu được thì hãy cố gắng bán thêm lúc tính tiền. Đây là một biến thể khác của bán hàng theo combo, cũng giúp tăng được doanh số bán hàng tối đa. Đối với bán hàng online, những ai mà đang bán hàng ở trên Shopee á, thì áp dụng thêm cái cách này dễ cực. Thì lát nữa bạn vào bạn search vào cái từ khóa là Free Ship It Just Shopee Đặng Tuyết và bạn lướt xuống dưới tìm xem kỹ thêm cái video là cách bán hàng Shopee không cần đăng ký Free Ship It Just. Thì trong cái video đó mình cũng đã hướng dẫn cách để mà các bạn khuyến khích khách hàng mua thêm như thế nào rồi. Nếu ai mà chưa bán Shopee thì cũng nên tập trung làm Shopee. Nó cho mình làm nhiều cái thú vị lắm. Còn đối với cửa hàng, như là cửa hàng tạp hóa của chị mình á, bao nhiêu là bánh kẹo đồ chơi xanh đỏ là chị mình bày ra hết tại cái quầy tính tiền. Cứ mỗi lần mà bố mẹ dắt theo con nhỏ đi cùng á, lựa đồ xong ra tính tiền là đỏ mắt thấy con họ ôm đồ chơi, ôm bánh kẹo đòi mua thêm cho nó. Bắt con để lại chuột cũ thì nó không chịu, nó khóc ầm lên. Bao nhiêu người họ nhìn vào thì cuối cùng cũng phải mua cho nó. Dĩ nhiên là không phải 100% bố mẹ nào cũng chiều con, nhưng mà cứ 10 bé mà được 5-6 bé bố mẹ mua cho á thì cũng tốt lắm rồi. Hoặc là cái lúc mà mình đi siêu thị Vinmart á, cái lúc mà tính tiền á, mấy chị nhân viên kiểu là em mua thêm cái này đi, mua thêm cái kia đi, hôm nay giảm giá nè. Mọi người có bị mời như vậy không? Không phải cứ mời là khách hàng họ sẽ mua, nhưng mà mời ai được thì mời, vì đó cũng là cái nỗ lực bán hàng của họ. Điểm đặc biệt của cái phương pháp này là khách hàng đợi tính tiền trong cái khoảng thời gian ngắn, do đó mà bạn cần phải nói nhanh và gọn. Và khách hàng họ chỉ quan tâm là sẽ tiết kiệm được bao nhiêu khi mà mua thêm, nên là bạn cứ mời. Và để lời mời có thêm được cái sự hiệu quả thì bạn cần phải lựa ra được những cái sản phẩm mà khách hàng cũng thích để mình làm quà tặng. Thí dụ, bạn muốn mời khách mua thêm cái bịch xà phòng thì hãy tặng cho khách thêm một cái tô bự bự, nói là chỉ có thể về đựng canh. Trong các sản phẩm quà tặng, mình thấy là tặng tô, chén, dĩa hoặc là tặng thau là khách dễ chốt nhất. Tiêu chí thứ tư đó là sản phẩm combo phải đi kèm với truyền thông. Khi mà bạn đưa ra bất kỳ cái hình thức khuyến mại nào thì bạn cũng đều sẽ phải làm truyền thông, phải nói ra cho khách hàng biết. Vì làm combo á, tức là những người bán hàng như chúng ta đã tự cắt đi một phần lợi nhuận của mình để mà kích thích khách hàng mua nhiều hơn, thì chúng ta cũng cần phải lấy số lượng bù cho lợi nhuận thì việc làm nó mới có ý nghĩa được, phải bán được nhiều. Thế thì khi mà làm chương trình combo khuyến mại á, thì bạn phải lưu loa lên để cho mọi người biết đến, chứ không thì không ai biết đến đâu mà mua. Đặc biệt nếu mà bạn trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada hay là TikTok Shop á, thì cũng thường xuyên tạo ra những cái dịp campaign khuyến mãi rồi giảm giá để mà hỗ trợ cho nhà bán hàng. Thì nếu mà làm trên các sàn thương mại điện tử á, thì bạn chú ý cũng phối hợp tham gia những cái dịp như thế là tốt nhất. Thì mình cũng đã làm một cái video rồi, để mà học hỏi bán hàng thì bạn chịu khó vào kênh của mình lội xem từng video thôi. Shop làm chương trình gì thì cũng thiết kế lấy một cái banner to đùng treo ngay ở đầu shop á, để khách vào là nhìn thấy ngay. À, còn một lưu ý nữa, nếu mà cái combo của bạn á là chuỗi những cái sản phẩm nhỏ ghép lại, ví dụ như bán set đồ cho mẹ bầu đi sinh nè, set trầu cau làm lễ ăn hỏi nè, hay là thuê đồ cưới làm dịch vụ chụp hình cưới, những combo thành những sản phẩm đắt tiền, thì bạn sẽ kiên nhẫn và cần nhiều thời gian để mà tư vấn chi tiết hơn, để bạn chia nhỏ từng sản phẩm ra, giải thích cho khách hàng biết về từng món. Vì nếu khi mà nhìn thấy một cái sản phẩm giá quá cao thì cái cảm xúc nó dễ bị căng cứng á, nên là khi chia nhỏ ra, cái sản phẩm ở cái mức chấp nhận được
cái lúc mà bạn cùng với khách hàng thảo luận á, để khách hàng thấy dễ chịu rồi thì sẽ dễ mua hàng hơn. Còn bạn, hiện bạn đang kinh doanh mặt hàng gì và đã tìm được cái sản phẩm nào để bạn ghép thành combo chưa? Thì bạn hãy comment cái sản phẩm của bạn xuống dưới nhé. Biết đâu là trong cái quá trình mình nghiên cứu sản phẩm á, mình thấy cái sản phẩm phù hợp thì mình sẽ lên video hướng dẫn cho. Hãy chia sẻ video này về cho bạn bè cùng xem và hãy like video, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye!